triệt hạ băng nhóm của Ba Long. Bước tiếp theo, anh sẽ làm gì? Ném đá. Anh Ba thì phải biết giấu tay. Đã nói là có mua mà. Thằng bất tài. Tình thi sứ này coi chúng ta như là con rối trong tay hắn vậy. Mày bảo liền cho tao, đừng nói không được chống lại khách. Bắn đi, để coi mẹ nói chuyện sao với bà Sáu. Không sao đâu. Ở chỗ của chú có người của công an cài vào. Gọi anh Tư tới đây ba mặt một lời cho rõ ràng. Cô tìm cái này phải không? Người ta sinh ra có cái đầu là để suy nghĩ. Có khả năng kế hoạch đã bị lộ. Phải chi chúng ta chưa bao giờ dính vô chuyện này. Tội danh bắt cóc chỉ có thể là tử hình thôi. Dù có thế nào đi nữa, một mất một còn, không thể nào khác được. Đừng có đánh mẹ nữa. Tao giết mày. Mẹ con mà đi hết đi. Chồng điên thằng hai nhất này hả? Bọn anh em sống với nhau mấy chục năm rồi, đến nước này làm sao cô làm được lão ta? Công việc của anh em chắc phải nhờ vào chú. Mẹ kiếp, cái chết của thằng Bèo là âm mưu của Ba Long. Tin hay không thì tùy. Cứ vài đứa dò xét nó cho tao, có phải tụi nó đang buôn người không? Thằng Hưng này không có công, có cán chứ. Ông muốn chơi cỡ nào, tôi chơi cỡ đó. Công an bắt miệng tao chắc để yên à. Tao giết mày chết, đó con mẹ mày. Đó mà hay ra là chết chắc luôn á. Có chuyện gì vậy? Cứ việc chặt đầu tôi, rồi ngồi lên. Bộ phim Tiếng Cú Đêm. Dạ, xong hết rồi anh. Tình hình như thế nào rồi? Đúng như anh đã dự đoán. Tốt. Anh nhớ theo dõi kỹ diễn biến tâm lý của hắn. Dạ. Ừ. Chuẩn bị. Nếu tôi khai hết sự thật thì có thể thoát khỏi bản án tử hình này không? Anh nên nhớ, đây không phải là một cuộc trao đổi. Bản án sẽ tùy thuộc vào thái độ của anh. Bây giờ các bộ muốn tôi hợp tác như thế nào? Anh sẽ cùng chúng tôi gài bẫy bà Sáu Phụng và băng nhóm buôn người bên kia. Làm như vậy quá nguy hiểm. Có thể là hiệp hô dùng tiếng lóng để ám hiệu và báo cho Sáu Phụng biết kế hoạch đã bại lộ. Nhưng nếu không thử thì chúng ta chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào khác. Vì bọn chúng chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với nhau để kiểm tra tình hình và lên kế hoạch giao dịch. Được hay không cũng phải thử. Nếu không thì mình không còn cơ hội nào khác. Các đồng chí nên nhớ, trong chuyên án này chúng ta không lên phương án loại trừ. Mà theo suy nghĩ của tôi, chúng ta phải lên phương án sẵn sàng để đối phó với bọn tội phạm. Sao, mọi người có đồng ý với tôi không? Thank you.
bắt đầu được rồi anh. Ừ. Có tín hiệu rồi anh. Có rồi hả? Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là cơ hội để cho anh lấy công chuộc tội. Nếu như anh cố tình không hợp tác thì anh biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó. Dạ, tôi hiểu rồi thưa các bộ. Đây, cứ nói chuyện điện thoại tự nhiên, như tôi với anh đã thống nhất với nhau vậy đó. Anh sẵn sàng chưa? Dạ, tôi sẵn sàng. Bắt đầu đi. Ừ. Alo. Tao đây. Mày khùng quá mày, làm gì gọi sớm vậy? Mày biết mấy giờ rồi, giờ này mà còn sớm. Mất tín hiệu rồi anh. Ừ, mất tín hiệu rồi, tại sao? Tính giỡn mặt hả? Dạ không không, tôi không dám giỡn mặt đâu. Có tín hiệu rồi. Ờ. Nghe đi, anh nghe máy đi. Hỏi tại sao lại tắt máy. Alo, sao tự nhiên mày tắt máy vậy? Mất sóng, ai biết. Mày đang ở đó với ai vậy? Ừ. Cứ nghe bình thường đi. Tao đang ở một mình mà. Ở bên kia tụi nó mới gọi cho tao. Xong xuôi mọi thứ hết rồi. Tối nay á, giao hàng nha. Ok, tao sẽ báo cô sao. Vậy nha. Khoan đã, có chuyện gì không? Chuyện gì? Là sao? Sao hôm nay nói chuyện lạ và khác quá vậy? Đâu có đâu, vẫn bình thường mà. Nè, hàng họ sao rồi? Tụi bay có sớ rớ gì không đó? Yên tâm đi, ổn hết rồi. Vậy thì được rồi, chiều ta sẽ có mặt. Ok, vậy nha. Dạ được rồi. Rồi, bây giờ anh gọi tiếp cho bên kia đi. Alo, tao nè. Sao lâu dữ vậy sếp? Nãy giờ em nói chuyện với thằng Hiệp Hô. Ủa, nó gọi gì mà sao sớm vậy? Em có công chuyện phải đi xa. Có cần anh đi chung không? Thôi, anh ở nhà là công chuyện cho cô Sáu đi. Em sẽ giải quyết về sớm. Thôi, vô thay đồ đi. Ra ăn sáng với anh. Kết quả cuộc điều tra đường dây mại dâm của Sáu Phụng thế nào rồi? Chúng ta thu thập được tất cả những chứng cứ cần thiết, có thể truy quét bất cứ lúc nào. Alo. Được. Tốt. Tiến hành theo kế hoạch. Bây giờ anh Táp thay tôi xuống phối hợp với anh em truy quét đường dây buôn người. Rõ. Anh Thư Dương, phối hợp chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch đánh án. Rõ. Anh Tám, phải cử người kiểm sát Sáu Phụng. Rõ. Thank you.
Mẹ nó, rốt cuộc là nó muốn cái gì chứ, hả? Em đã nói rồi mà ông già không có chịu nghe. Kêu ông xử nó đi, ông cứ để không biết làm gì, hả? Đó, hết ông Tư rồi tới bà Sáu Phụng. Em biết chắc thằng này nó có cái âm mưu gì mà. Nè, sao ba về sớm vậy? Ba, ba nói mai mới về mà. Chú ba, kêu mấy đứa ở xưởng chiều nay đến gặp tao. Mọi việc đã lo xong xuôi hết rồi. Thiệt hả ba? Ờ. Chú ba, mấy bữa chú đi tụi con phát hiện. Thôi được rồi, chuyện đó để tao lo. Dạ chú ba. Năm hả? Tôi đây. Công việc ở nhà chú giải quyết sao rồi? Dù con Sáu phải không anh ba? Ờ, giải quyết sao rồi? Thiệt tình là không có cách nào khác nữa anh ba. Anh không tưởng tượng được nó đang làm những chuyện gì đâu. Đành phải chấp nhận thôi. Anh hai không còn cách nào khác nữa. Tôi hiểu ý chú. Nó làm gì thì nó phải chịu thôi. Chú không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Chú quyết định như thế nào thì tôi cũng ủng hộ. Vậy anh hai có nói gì không? Anh hai không nói gì. Anh chỉ nói là bắt đầu từ bây giờ không được gặp nhau như trước nữa. Ờ, tôi mới về còn mệt. Có gì tôi sẽ gọi gặp chú sau. Dạ, anh nghĩ đi. Nó rõ ràng là cái lão già đó muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu anh á, cái vụ bà Sáu đó. Mà anh à, anh phải cẩn thận nghe chưa? Em sợ là ông sẽ xử anh luôn đó. Đã dọn dẹp xong hết chưa? Dạ, ở bên đây con làm gần xong rồi. Chú có cần gì thêm nữa không? Ừ, tốt. Vậy mẹ cứ tiếp tục làm đi. Dạ. Em đi tới tối mới về hả? Anh, em đi tới tối về à? Hay là anh đợi em về rồi ngày mai chúng ta cùng làm việc đó nha? Không sao, em cứ lo việc của em đi. Nhưng mà anh nè, em lo cho anh quá à. Hôm bữa cô Sáu nói ngày mai ổng về thì kệ ổng. Cô Sáu đã nói lại rồi, ổng về lúc nào thì dọn lúc đó. Thôi, không sao, em cứ đi đi. Tối em về mình đi ăn ha. Em ôm vậy không sợ người ta thấy hay sao? Sợ cái gì chứ. Em đi về sớm. Em về chuẩn bị đi.
chỉ là những người bình thường. Phải chi chúng ta chưa bao giờ dính vô chuyện này. Alo. Chào bà. Bây giờ tao chỉ có một mong muốn duy nhất là tao muốn biết mày là ai. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi. Tôi cũng muốn cho bà biết tôi là ai. Nhưng để xem kết quả tối nay thế nào đã. Ý mày là sao? Đừng làm mặt ngạc nhiên như vậy chứ. Bà biết tôi đang muốn nói đến chuyện gì mà. Không cần tìm, tôi không có ở đó đâu. Tôi cũng hy vọng kế hoạch của bà sẽ thành công. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc bà một chuyện. Chuyện gì? Bà đi lại phải cẩn thận. Bọn công an đang bám sát theo bà đó. Mày dọa tao đó hả? Nếu bà không tin, tôi có thể chỉ cho bà thấy ngay bây giờ. Nhìn sang bên kia đường đi. Có một người chạy xe ôm trẻ đang đọc báo, có đúng không? Công an cho người theo sát bà cả tuần nay rồi. Nếu bà không tin, cứ thử đi đâu đó xem hắn ta có đi theo không thì biết. Tại sao mày nói chuyện này với tao vậy mày? Tôi đã nói với bà rồi. Với tôi, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Bà làm gì tôi không quan tâm. Khi mục tiêu cuối cùng đạt được, công lao của bà cũng không nhỏ. Sau đó tôi và bà không ai nợ ai. Tối nay tôi sẽ đến gặp bà. Được. Vậy alo, alo. Đi rồi, làm tốt lắm. Dạ. Tất cả giờ tôi thấy chuẩn bị nha. Dạ. Dù có chuyện gì em cũng không được ra ngoài, nhớ không? Em nhớ rồi. Anh đã dặn em cả trăm lần rồi đó. Đến giờ rồi, xuất phát thôi. Đây, đây là nhiệm vụ. Đồng chí đã sẵn sàng chưa? Tốt. Các anh phải cẩn thận nha. Anh cũng phải cẩn thận. Anh có chuyện gì là chết với em đó. Hãy làm theo tất cả những gì tôi đã dặn. Đưa anh ta lên xe. Dạ. Xe đã xuất phát. Tất cả vào vị trí.
Xong chưa? Hàng đâu? Trên xe kìa. Đứa nào vậy? Tần với Hải đâu rồi? Mẹ nó. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì bà già nó chết. Hai đứa nó về quê làm đám rồi. Hai thằng này lính cũ mà. Cô vẫn thường hay gặp nó, cô không nhớ à? Mà sao mày không xài xe du lịch? Mẹ nó. Bây giờ công an á hay kiểm tra mấy cái xe du lịch này dữ lắm mà. Thành ra bây giờ mới chuyển qua xe tải. Tôi mệt bỏ mẹ đi được, chứ có sung sướng cái nỗi gì đâu. Tao kiểm tra hàng đã. Khoan đã, kiểm tra cái gì nữa? Em á chuyển xuống bao nhiêu á thì còn y nguyên bấy nhiêu kìa. Không lẽ bây giờ anh ăn bớt anh được cái gì? Mẹ nó bởi vậy. Bao nhiêu lần làm ăn anh chưa thấy kiểu kỳ cục như vậy. Anh nói thiệt á, anh ghét nhất cái kiểu kiểm tra tới kiểm tra lui, anh ghét lắm á. Giá cả sao đây? Mày làm xong hết chưa? Ừ. Thôi được rồi. Lần này phải tăng giá đó. Vậy thì đi. Chào, vẫn mạnh chứ hả? Đợt này sao không thấy bà Sáu tới? Tôi đứng ra giải quyết mọi chuyện cho cô Sáu. Hàng đâu? Đưa tiền đi. Bao nhiêu vậy? Trước sau vẫn như vậy. Kỳ này lên giá mà. Làm ăn lâu nay nhưng bà Sáu làm khó tôi quá. Tại bên kia làm ăn cũng khó khăn nên trước sau không tăng giá được. Tại sao mày nói tao mọi chuyện đã xong hết rồi mà? Thì tao đâu có. Có giao dịch không? Tất cả đứng im. Tất cả đều bị bao vây. Giơ tay lên. Chơi tao hả? Con khốn. Thằng khốn. Rút. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đừng bắn tôi. Tôi đầu hàng. Thank you.
anh thấy nhỏ Thư đâu không? Phải thông báo với anh Thành, không để bọn chúng thoát. Dạ, theo tôi. Theo tôi. Thật là sai lầm khi lần trước tao không giết mày. Mày muốn chơi với tao hả? Kiếp sau đi con. Tốt lắm, anh em làm tốt lắm. Tất cả nghe lệnh, xuất phát. Alo. Bây giờ vẫn còn kịp. Nếu bà muốn thoát thì chạy mau đi. Mày định bày trò gì nữa đây? Con Thư và thằng Hiệp bị bắt rồi. Công an thành phố đang ra quân truy quét toàn bộ đường dây buôn người của bà. Tốt nhất bà nên cúp máy và chạy ngay đi. Alo. 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 Woo!
Sao hả? Cảm giác bị truy đuổi có thú vị không bà Sáu? Mày muốn gì? Bà muốn nhìn thấy tôi sao? Tôi muốn bà đem thử cảm giác lo sợ, run rẩy để xem bà như thế nào. Mày muốn gì hả? Mày là ai? Mày là ai? Tại sao mày lại muốn giết tao? Bà muốn biết tôi là ai lắm hả? Là mày. Thế nào rồi? Tất cả các tụ điểm vừa bị truy quét. Nhưng sao? Sao Phụng đã biến mất? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải tôi đã yêu cầu giám sát thật chặt chẽ hay sao? Lúc đó bà ta đang ở trong nhà hàng, nhưng khi trinh sát ập vào thì bà ta biến mất. Alo, nghe. Alo, tôi nghe đây. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay. Sao Phục đã chết rồi có đúng không? Anh ba, đêm hôm qua con Sáu nó bị xử rồi. Tại sao lại như vậy? Ai giết nó? Công an hả? Dạ không, chưa biết ai làm chuyện đó. Anh có nghe ba và chú Năm bàn về cái chuyện đó không? Anh, có khi nào thằng Thảo Ma nó... Anh, ủa, tại sao vậy? Hả? Vậy là sao? Ông già cử thằng Thảo Ma tiếp cận ông Tư, sau đó là bà Sáu để điều tra xem họ đang làm gì. Và đặc biệt là... Là sao? Dọn dẹp cho sạch sẽ, nếu cần thì phải loại trừ. Không lẽ thằng Thảo Ma là người xử mấy người đó? Mày xử lý xong hết rồi chứ? Dạ, con đã chuyển cho người của chú hết rồi. Còn cái chết của con Sáu, mày có biết đứa nào làm không? Con cũng không rõ. Thời gian làm việc ở đó, con cũng không phát hiện ra bà ta có thù hằn gì với băng nhóm nào khác. Còn công an thì sao? Có ai hỏi đến mày chưa? Dạ chưa. Nhưng chú yên tâm đi, cùng lắm là lên đồn ngồi uống nước trà vài bữa rồi về thôi. Tụi nó không làm được gì con đâu. Ừ, được rồi, mày tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đi. Vài bữa nữa chú sẽ giao việc mới cho mày.
Ngày mai chú sẽ nói tụi nó thưởng cho mày. Dạ, từ từ cũng được mà chú. Dạ thôi, con xin phép con về. Ra kêu thằng Thái vô gặp chú. Dạ, con đi nghe chú. Anh Thái, chú Ba cần gặp anh. Thằng quỷ, chuyện gì mà mày không nói tới con nào hết là sao vậy? Làm tao cứ tưởng mày... Nếu mà tao nói ra, mày đâu có đánh tao đúng không? Tao tức mày thiệt đó. Tao không nghĩ là mày sẽ phản bội tao đâu. Thôi bỏ đi. Tao biết là mày tức tao, nhưng mà vẫn còn nương tay với tao. Chứ nếu không á, mày chém chết mẹ tao rồi đúng không? Thôi được rồi, coi như tao xin lỗi mày. Coi như tao nợ mày. Sau này mày muốn tao làm cái gì á, tao cũng sẽ làm cho mày. Nè, đi nhậu đi. À, mày tới đó trước đi. Xong công việc, tao tới liền. Ừ. Ok. Đây là hồ sơ. Ừ. Anh có thấy lạ lắm không? Hình như là sổ sách của bà Sáu Phụng giống như bị sửa chữa rồi vậy. Có một số khoản không rõ lý do chút nào hết. Giống như là các khoản chi của Tư Lân không có hợp lý một chút nào. Theo em nghĩ thì cũng có thể là những khoản mà Tư Lân đã chi ra là những khoản ăn chi với những người còn lại. Riêng Sáu Phụng thì hoàn toàn không có gì hết. Ừ. Anh Minh, anh Thành. Chuyện gì vậy? Anh em vừa mới báo cáo là Thảo Ma tới gặp Ba Long. Có chuyện đó hả? Dạ. Bằng của Sáu Phụng đã xong rồi. Có lẽ đến lúc này Ba Long sẽ trả lại thân phận cho tên nội gián thân cận nhất của hắn. Vậy là Thảo Ma là tay trong của Ba Long, được cài bên cạnh Tây Lân và Sáu Phụng. Sao anh biết được chuyện đó? Mà anh biết từ khi nào? Thật ra thì ban chuyên án đã biết chuyện này từ lâu rồi. Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta để cho Thảo Ma tự tung tự tác. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa xác định được vai trò của Thảo Ma trong chuyên án này là gì hết. Nhưng có một điều chắc chắn là bây giờ hắn không còn là một tên cỏn con như trước kia nữa. Ngày mai chị đem đi thăm bé Thi được không? Em chưa thể đi đâu được. Hơn nữa vết thương của em cũng chưa có lành. Khi nào khỏe thì chị đưa em đi. Với lại bé Thi bây giờ tinh thần hoảng loạn lắm. Chị sợ là bây giờ gặp không tiện đâu em. Một khốn nạn. Mấy thằng đó có chết 100 lần cũng không hết tội. Nhất định bọn chị sẽ bắt bọn chúng đền tội mà. Em thật sự rất muốn giúp chị. Muốn cho bọn chó đó phải chịu tội trước pháp luật. Thôi, đừng khóc nữa em. Em xin lỗi. Em không thể phản bội anh Thảo được. Không phải đâu em. Em làm như vậy không phải là phản bội Thảo Ma đâu. Chị nghĩ là Thảo Ma sẽ không chấp nhận em đâu. Thảo Ma cũng từng là công an, cũng từng là đồng chí với tụi chị. Nên tất nhiên chị không bao giờ muốn anh ta sa chân vào con đường này. Bây giờ dù có bị bắt hay tù tội thì những nơi đó cũng tốt cho anh ta. Em biết không? Em thừa hiểu bọn Tư Lân và Sáu Phụng dữ tợn đến cỡ nào. Nhưng bây giờ thì sao? Rốt cuộc họ đều có kết cục thảm hại em à. Nếu cứ tiếp tục để cho Thảo Ma lún sâu vào con đường này quá,
Sau này anh ta sẽ khó quay đầu lại được lắm em à. Bé Ngọc ơi, bé Ngọc trời ơi, bé Ngọc trời ơi, sao cái nông nỗi này vậy hả? Bình tĩnh, bé Ngọc đang bị thương. Trời ơi, xin lỗi bé Ngọc ơi, trời ơi, sao vậy hả? Sao mày không nói mà biết cái chuyện gì, tại sao cái nông nỗi như vậy hả? Cái gì? Mùa đi đâu mà, mùa hỏi cũng phải từ từ người ta trả lời chứ. Mùa chờ hoài mà không thấy tin bé Ngọc, mùa lo giả mang luôn. Tối ngày đi ra đi vô, thấp thỏm hồi hộp hoài luôn á. Em khỏe nhiều rồi, mùa đừng lo. Chờ, phải không? Bà cũng có làm chuyện đó. Bà nói dối. Sao em cứ linh cảm là Ngọc đang xảy ra chuyện gì quá? Chắc là không có chuyện gì đâu. Ba mẹ Linh rất quý con rể, vì nghĩ anh ta là người tốt và giàu có. Hiện tại chúng ta đang bế tắc, không thể làm chuyện gì được. Còn thằng em của cậu, nghe nói là đang hỏng ốp phải không? Tôi không còn gì để nói với anh. Anh xin lỗi, tại vì anh quá nóng nảy. Anh yêu em như vậy, làm sao anh có thể giết em được? Nói lâu. Hai người đó không có liên quan gì tới chuyện này. Mày cũng thông minh lắm. Mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi, mày yêu đứa nào hơn? Tụi mày muốn làm gì tao hả? Mày nghĩ tụi tao có thể làm như mày hả? Đi em. Mở cửa. Ngốc, mày nói cái gì? Nếu cần thiết thì dạ thưa chú. Đi. Tại sao những người tốt lại luôn gặp nguy hiểm? Có chừng. Chúng ta nên tìm một lý do gì đó để xem ba Long xử lý anh ta như thế nào. Anh nói mày đi ra ngoài. Anh chấm. Cái sự ô bê cố chấp và cái lòng hận thù đó chính là nguyên nhân dẫn đến hôm nay. Thật ư, làm sao biết trắng đen, đen trắng đổi thay. Tình yêu đó em trao anh khắc ghi sâu vào cõi lòng. Ngày mai đây nắng ngâm đêm sẽ xua tan đêm trường. Tới bây giờ mà mày vẫn còn giống ba mày hả? Mày đã bị đuổi ra khỏi ngành công an, bây giờ mày gia nhập băng nhóm của tụi nó, nên tụi nó mới chăm sóc tao như vậy, có đúng không? Em biết thế nào anh cũng trả lời như vậy mà. Thôi ăn cơm đi. Ba Long đã trừ khử Tư Lân và Sáu Phụng, ông sẽ là người tiếp theo. Thiên sứ. Chị, thằng Phong nhận em vào không một làm rồi đó. Bây giờ em làm gì nữa? Mày đã biết quá nhiều rồi. Đáng lẽ tao phải cho mày đi theo thằng Tư với con Sáu từ lâu rồi. Em